này xa phê đấy. Chỗ này khoảng 25 đến 27 mét thôi. Thường phải 30 mét, tới 30 mét ở đâu? Là chỗ thầy đứng à? Ờ, 30 mét là chỗ thầy đứng. Hơn, gần đến, nhìn tinh, nhìn nếu mà ước được chuẩn thì gần. Nào, cứa nào. Cứa à? Cứa xoáy vào góc. Trúng xa càng tốt. Nhưng mà về nếu mà muốn, nếu mà nhìn nhìn lệch vào trong một tí này. Lệch vào trong một tí. Em tự em phán đoán thế nào. Nào, đá đi. Sút rất mạnh đấy nhưng mà chưa chuẩn xác. Gần được không? Gần được. Còn đấy vào góc là liệu mà xoay thế được môn bắt được không nhỉ? Rồi, mai hay vào phần mũi quá, mai chưa biết cách sút. Chưa kiểu. À được, anh sút lại nào, quả đấy rất đẹp đấy. Các bạn xem bạn Mai bạn sút rất tiến bộ từ khoảng cách 25 đến 27 mét. Góc tương đối chéo. Bố. Giữa em sút vào góc bên kia nè. Đấy, đúng rồi, coi như là bố đứng làm nền đấy. Đá vào tầm cao nhá. Quả đấy là qua xa hay là gì đấy? À, quả đấy là vào đúng không? Vào nhưng mà em phải vào góc xa, nếu mà vào đấy là thủ môn người ta đẩy ngay. Vào góc xa là đẩy được. Vào cái góc xa kia kìa. Đôi khi vào góc xa không thể chạy bằng bóng. Nào đá nào, có lực vào. Mới chỉ ở cái mức mức ở giữa, chưa vào cái góc khó. Vào góc khó lên, tốc độ nhanh lên thì mới đá được những cái quả siêu phẩm. Mai toàn đá vào mũi thôi. Nào Đức Anh nào, tập trung nào. Đấy, lượn nhưng mà chưa cao, chưa bổng, quả đấy sai động tác. Bây giờ em muốn đá được siêu phẩm là em phải đá được bổng đã. Và thứ hai đá xoáy vào cái góc khó kìa. Chứ đá vào tầm giữa gôn ấy thì là thủ môn bắt được ngay. Và cố gắng là phải tăng tốc độ lên. Tầm như này là sút là tương đối khó rồi đấy, 25 đến 27 mét là phải tăng tốc độ lên. Và càng vào sát góc chết càng tốt. Bổng là được rồi. Nhưng mà quả đấy bổng hơi quá. Ghim chân xuống tí nữa. Chạy đà xuống à? Mai đưa bóng ra mũi nhiều, mũi chân nhiều quá. Nếu bây giờ bố à, cứa đi nào, Đức Anh cứa nào, cố gắng nào. Tập trung này, nhìn bố này, cứa xa vào đừng để bố bắt được. Đấy, Mai dùng lực rất mạnh, bóng thì rất là nhẹ nhưng mà không tới đâu ở đâu à. Nào Đức cứa quả nữa nhá, các bạn xem Đức Anh cứa này. Úi dồi ôi, bổng quá. À Mai ra đây quay ra cho. Bấm lúc nào xuống nhỉ? À, không phải bấm nữa. Được anh xuống đi nào. Đứng cao lên Mai. Phán đoán nhá, phán đoán nhìn vào góc nhưng mà cứa chân là ngao. Mình phải phán đoán cái đường cung lái của mình. Phán đoán cái cung lái của mình mới chuẩn được. Như em chỉ bổng thôi, chưa phán đoán được
điểm rơi của mình, phán đoán cả điểm rơi của mình nữa. Thấy không? Sân đấy là do sân rất nguy hiểm. Nào, đấy. Nào bình tĩnh nào, tung nào. Đấy đúng rồi, tung thế. Đúng rồi. Đúng rồi. Nào Đức để bóng nó rơi vào giữa ngực đi. Mềm mại ra nào, tập trung. Đấy như quả mai vừa rồi. Tốt. Nhưng mà bóng vẫn bị liệng ra đằng sau nhá, phải làm sao để nó rơi về dưới. Đúng rồi. Rơi chưa được. Đấy, nó dính ngay ở ngực đấy. Đấy, nó ở trong cái tầm đấy thôi. Không được lăn ra đằng sau, không được lăn ra phía trước quá xa. Quả đấy tung hơi thấp. À, tung cao lên tí. Đấy. Thấy không? Tự nhiên người tung thấp và cái người cong hết cả lên rồi, xấu không? Ngửa ra đằng sau đấy cũng là một phản xạ tốt nhưng mà nó phải chuẩn hơn. Bạn tung cao lên, tung cao chuẩn và hứng giữa ngực vào. Đấy. Đứng vững hai chân. Chờ bóng đến. Phán đoán tình huống, đấy. Đúng rồi. Chưa được, tung thấp quá. Đấy, tung thế. Đức đứng vững vào nha. Đứng hai chân bằng vai, đứng vững vào. Đấy. Hai chân bằng vai đây. Đấy, thấp chưa? Đấy, hai người tung thấp, người vặn vẹo chưa? Tung chuẩn vào. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, tung vẫn hơi thấp. Đấy, lại cao quá. Bây giờ là các bạn mới tập thì các bạn phải cho phán đoán này, tập phán đoán này. Tung bóng phải chuẩn này. Chân phải tập đứng vững đã. Rồi dần mình sẽ tập di chuyển sau. Phán đoán xem mà bóng lao nhanh hay chậm. Đấy thấy chưa, tự nhiên lại nhảy lên. Tự nhiên bóng rất bình thường lại tự nhiên lại nhảy lên. Nào. Đấy vừa tầm thôi, Đức không cần phải nhảy, quả đấy không cần phải nhảy. Người ta chỉ cần hơi nghiêng nhẹ, lắc nhẹ cái là người ta. Đấy như bạn Mai đấy. Cứ để bóng rơi vào giữa ngực đã. Nào, đứng vững, đứng vững. Bắt đầu em có phản xạ thì có thể là em đang quen với tình huống phản xạ là em có thể phán đoán rồi. Đấy. Đức đang thích tung cao. Mai tung cao lên một tí cho bạn ấy. Hơi làm sao? Hơi con nhẹ nhẹ thế ạ. Ờ, thôi ra tung tiếp đi. Tại vì cái nước mà để cho vào cái nước nó đục quá. Rồi giả sử nó nát nó đục quá. Nào nhanh nhanh nhanh. Nó vặn chỗ này à. Tập đi, tập đi. Không sao cả. Rồi rồi cứ lem đi, không giải thích nhiều. Tung chuẩn vào. Cao lên, cao lên.